sống an sinh của nhân dân. Chính vì vậy mà cách mạng chúng ta lúc bây giờ là phát động nhân dân làm cuộc cách mạng đấu tranh giành chính quyền về tại nhân dân, mở cái rộng vùng giải phóng từ nông thôn đến thành thị. Đến năm 1965 thì cái đội Sài Gòn là được những con quân chúng ta quét đánh phá đến đây toàn quét đánh phá đó chính là bắt với tội là đến dân tộc và để bảo toàn một cái lực lượng này thì không còn cách nào khác là chúng ta phải đảo về đảo đồng hành có 2 năm đào địa đạo rồi mà có cái tổng chiều dài dưới lòng đất này là đến 32 km. Đó là năm đào cái trận địa này. Có hai điểm nhìn nhất địa đạo là điểm ở đây là thôn Cà Tăng và điểm thứ hai là thôn Bình Bình. Địa đạo tại thôn Cà Tăng này là bắt nguồn từ cái ngôi đình của cái làng này. Cái ngôi đình này có tranh quả trong năm. Ngày xưa nó chạy dưới cái hàng trai và cái hệ thống cây vận đi ở trong địa phương này có rất nhiều đường lên xuống là vừa thông vô đình làng, vừa thông vô giếng nước, vừa thông vô hàng trai. Nhờ tập trung nhiều nhất là thông vô hầm tránh pháo của dân. Tức là trong chiến tranh là ngày nào cũng có bao động hết. Cho nên lúc bây giờ là dân của chúng ta là phải tháo gỡ nhà ở xuống, lấy gỗ lấy đá để làm hầm tránh pháo. Hầm tránh pháo là mình làm nội. Và trong hầm tránh pháo là có cái đường xuống địa đạo. Mỗi khi mà địch nó đi càn quét, đấy là những người làm công tác cách mạng của chúng ta mới vô trong hầm tránh pháo của dân xuống địa đạo. Còn người dân họ bỏ tấm liếp lên, họ chạy chiếu và nằm trên đó. Còn cái điểm thứ hai tức là ngay cái thôn Vĩnh Bình là địa đạo bắt nguồn từ cái giếng nước của ông Hồ Kỳ. Ngày xưa là cho ông chúng ta hay có cái giếng bằng đá đó. Khi chúng ta xuống khỏi mặt nước đó, là có ba đường đi trong lòng đất. Một đường thứ nhất là nó đi vô cái nhà của Điện Tây Hoàng Kiếm Chiếc. Đây là một cái nhà cơ sở cách mạng đáng tin cậy nhất là các vị lãnh đạo chúng ta ở trong đó. Và một cái đường thứ hai là nó vô cái làng Vĩnh Bình là cái cấu trúc cũng như cái làng Cà Tăng này. Và một đường thứ ba nó ra các sông Đầm. Hệ thống sông Đầm nên là một bãi lau sậy sình lầy trên 180 hecta. Tức là trong chiến tranh cách mạng chúng ta hoạt động đến bãi sậy sông Đầm kết hợp với cái địa đạo Vĩ An. Trong 10 năm chiến tranh ác liệt nhất từ năm 1965 đến 1975, quân và dân xã Vĩ An này là đánh vào bám trụ của mảnh đất này đến ngày thống nhất đất nước. Chính vì vậy mà năm 1994 là quân và dân xã Vĩ An này là vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý nhất của Đảng nhà nước cho rằng là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và năm 1997 là địa đạo chúng ta có một địa đạo nhưng mình chỉ có ba cái địa đạo được công nhận là di tích lịch sử. Đó là Củ Chi ở Sài Gòn, Vĩnh Mốc ở tỉnh Quảng Trị và Vĩ An ở Quảng Nam. Đoàn chúng ta chiều nay là chúng ta sẽ đi tham quan một số điểm như thế này. Tức là chúng ta sẽ đi vô cái nhà trưng bày để xem một số hình ảnh hiện vật về địa đạo Vĩ An. Sau đó là chúng ta xem cái mô hình hầm tránh pháo của dân. Tức là ngày xưa là mỗi nhà dân là mỗi hầm tránh pháo. Sau đó là đoàn chúng ta vô trong đình để viếng hương các bậc tiền nhân tiền bối, các vị lãnh đạo cách mạng, các người sĩ một nén hương ở đó đầy đủ người đẹp, các anh chị của lo. Và sau đó là chúng ta có thời gian thì chúng ta qua thăm cái giếng lạc và một cái số cái hình ảnh về cái chiến tích của cái giếng lạc Cà Tăng. Sau đó là chúng ta sẽ đến cái hầm cứu thương và từ cái hầm cứu thương chúng ta xuống cái hầm cứu thương là chúng ta đi dưới địa đạo. Mà các anh chị xuống cái hầm cứu thương thì các anh chị nhớ là phải đi qua cái thân trai có cái chiều dài 1m3. Hắn có 5 bậc thang. Chúng ta đi trên 5 bậc thang nó đến mặt bằng xong là chúng ta mới đi địa đạo được. Nếu các anh chị mà đi ngoài cái thân trai là nó sẽ rớt xuống địa đạo, nó không an toàn lắm. Cho nên các anh chị nhớ là đi cái thân trai có 1m3 thôi. Mình đi xong rồi là mình xuống mặt bằng để đi địa đạo. Mình đi một đoạn sẽ lên cái hầm Ẩn Tăng. Sau đó chúng ta qua hầm lên hầm Mương Lần và sẽ đến cái cây rọi của Thục trên 500 năm. Đó là cái lịch trình này đoàn chúng ta đi tham quan tại cái điểm này. Thì cũng nhân những ngày của tháng 4 lịch sử đoàn chúng ta về thăm địa đạo Vĩ An. Xin thay mặt cho ban quản lý của khu di tích xin kính chúc các anh chị luôn được mạnh khỏe và có một ngày mới.